Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tiện trồng cây nhạn này thì chia sẻ với mọi người luôn. Cây này là trồng cho một bạn khách. Thì cây này là nhạn 4L nhá. Còn cái này là nhạn tháng 4. Mọi người phải phân biệt ra là nhạn 4L và nhạn tháng 4 là khác nhau nhá. Chứ không phải là cứ thấy 44 là giống nhau đâu. Ví dụ như là nhạn 4L ấy là một cái dòng nhạn của Thái. Cái dòng này thì nó đẹp. Mọi người chơi mọi người phân biệt ra nhá. Ví dụ cái dòng nhạn 4L này với dòng tháng 4 này là khác nhau nhá. Tháng 4 là hàng rừng, còn 4L này là hàng nai của Thái. Cái dòng này thì nó đẹp cả thân lá hoa rồi, cái này thì không nói rồi. Nhưng mà nó lại bị mang tiếng là dòng lai tạo, nên là nhiều người chê. Nhiều người kiểu họ thích chơi lan rừng ấy thì họ chê. Nhưng mà mình thì cứ khuyên mọi người rồi, cứ chơi theo sở thích thôi. Đừng có chơi theo cái mà người khác họ chơi. Có nghĩa là mình thích chơi cái gì thì mình chơi cái đấy thôi. Nhưng mà cái cây nào ví dụ thuần được thì hãng chơi, chứ không phải là thích thấy chúc Phật bà đẹp quá mua về trồng. Tháo mỗi cái móc này ra thôi. Rồi, cái này thì để nguyên. Cái phần rễ này này, những cái rễ này cắt đi. Đấy, cắt đi, cắt ngắn như này luôn. Mọi người đừng tiếc mấy cái rễ này làm gì cả. Không việc gì đâu. Vài bữa nó ra nhiều rễ mới. Chậu này, đấy, bạn ấy yêu cầu vào chậu này, mình trồng vào như này luôn. Đặt như này luôn. Nếu mà các bạn không thích ấy, thì gỡ gỗ ở dạng được để trông mình gỡ cho. Bây giờ đan cái móc này vào đã. Cái móc thì phải chắc chắn vào nhá, để trông nữa nếu mà mình có cần ấy, thì mình cột cây lan vào. Ví dụ mà cây dài này, cái cây nhạn này này, cây tháng tư này, mà các bạn mà muốn ấy trồng vào chậu ấy thì các bạn phải làm cái móc nó dài vào bằng cái cây ấy để làm gì? Để cố định, hoặc là phải làm một cái cây thẳng lên như này. Nhưng mà cây dài này trông mình ghép vào gỗ này cho. Cây này nó bị mất ngọn thì trông nữa ghép theo cái kiểu để mà sau này cho nó đẻ ra, nó đẻ con ra đấy. Phải kích chứ. Nếu mà không kích nó chỉ đẻ một hai con thôi. Vì đằng nào nó cũng mất ngọn rồi, nên là tiện thể thì kích cho nó đẻ nhiều luôn đi, đỡ mất công. Chứ bây giờ mà không kích thì nó sẽ lười lắm, nó sẽ đẻ ít. Người cũng thế mà, có ai bà nào muốn đẻ nhiều đâu. Vào chậu này thì mọi người cho thêm một ít vỏ thông vào thôi, chứ không cần phải cầu kỳ gì cả đâu. Chủ yếu là cái cây này nó phải cố định thôi, nó cũng chả khác gì kia cả. Đấy, ví dụ cái chậu to ấy, thì mọi người không cần phải đây. Ví dụ cái chậu to ấy, thì mọi người không cần phải bỏ cái gỗ này ra. Cái rễ nào mà nó dài ấy, thì bỏ cho nó ra ngoài. Đấy, cho nó ra ngoài. Không sợ nhá. Đấy, cây như này thì cho thẳng lên. Nhưng mà cây này mình muốn cho thấp xuống thì mình bỏ cái gỗ này ra luôn. Đây này, các bạn mà không muốn bỏ ra ấy, thì có thể cắt vợi đi. Nhưng mà không cần đâu. Gỡ cây ra luôn. Vì thực chất ra cái gỗ này nó cũng sắp mục rồi. Mọi người cứ làm mạnh tay vào, đừng có rụt rè quá. Đấy, gỡ thì nó nhanh lắm. Rồi, cái phần gỗ này thì vứt đi. Cái gỗ đấy thì cũng không ghép thêm được cây nào đâu. Cái rễ này, rễ nào mà nó bị đứt, bị xước rồi ấy, thì mình cắt bỏ luôn. Rễ già cắt hết đi. Này là một bạn ấy ở trên Hà Nội. Bạn ấy thích chơi lan lắm, nhưng mà nhà thì hơi chật. Mua rõ nhiều loại, ôi dồi ôi ở đâu về. Bây giờ bạn ấy viên liên hệ với mình. Đấy, thấy không, cắt đi còn có một tí rễ này thôi. Bây giờ trồng cái cây này vào đây. Mà mình cắt miếng gỗ đi rồi, thì các bạn làm một miếng xốp, hoặc là các bạn cột một cái dây nhôm vào đây, giữ lên trên này để cho cố định. Thì các bạn làm miếng xốp như này, đặt vào đây. Rồi, cắt cái đầu đũa này đi cho dễ cắm. Đấy, cắt nhỏ này rồi cắm vào đây. Rồi, bây giờ ấy, cái việc của các bạn là làm sao để cái xốp này nó cố định thì nhiều cách lắm. Các bạn có thể dùng dây nhôm này này, hoặc là dây rút ấy. Các bạn dùng cái gì cũng được, miễn sao cột cố định cái miếng xốp này lại. Vì sao? Vì mình trồng cái cây này độc vỏ thông to thôi, nó sẽ không chắc được như cây phi điệp. Hoặc là các bạn có thể bẻ miếng xốp cho nó bằng cái đít chậu này luôn. Để làm gì? Cho nó đến lúc mình xếp nó vào ấy thì nó chắc luôn. Nhưng mà mình bẻ thì nó không bằng thì thôi, kệ nó. Rồi cái dây này thừa để đây luôn. Cho nó lên thủ đô, cho dây lên thủ đô luôn. Thì bây giờ cái cây này các bạn sẽ ghép vào đây, ghép như thế này. Cái rễ nào ra ngoài thì ra, mà rễ nào ở trong thì ở, kệ nó. Đừng quan tâm đến cái rễ làm gì cả. Sau này nó ra rễ mới thì cái đấy mới là khỏe. Đây có nhiều bạn hỏi là ghép hướng nào. Hướng nào cũng được, miễn sao các bạn khi mà treo ấy, các bạn treo một hướng thôi. Các bạn đừng có thích hôm nay treo một kiểu, mai treo một kiểu. Đấy, như này rồi thì bây giờ lấy dây thít. Cái dây loại này là to quá, lấy cái dây nhỏ này thôi. Bây giờ cho cái cây này cố định vào đã. Bây giờ lấy dây rút cho nó cố định vào đã.
Cái dây này là dây rút nhựa loại nhỏ thì rút cố định vào, càng chắc càng tốt. Nhưng mà cũng không cần thiết phải chắc quá đâu, vì nhiều bạn kiểu cứ lấy cứ thấy thít ấy là thít cho cố vào, xong đến lúc rồi nó thít cả vào cây ấy. Nhiều bạn là cứ thít cho cố, xong đến lúc thít rách cả cây ra. Có nghĩa là chắc là không nhất thiết là phải làm như vậy nhá. Đợi chút cho nó ok xong rồi mình sẽ cho các bạn xem. Đấy rồi, cắt cái phần dây thừa đi. Đấy, cây này như vậy là gần xong rồi. Cái phần rễ này cắt đi. Rồi ok chưa. Bây giờ cho vỏ thông vào đây. Vỏ thông thì cái dòng này mình bảo rồi, vỏ thông to thôi. Vỏ thông rồi xốp rồi đá bọt cũng được. Đây là đá bọt này. Đấy đá bọt này. Vỏ thông rồi. Vỏ thông này là vỏ thông to, vỏ thông cũ ấy. Luộc rồi, phơi rồi, sạch rồi. Bây giờ cho vào đây thôi. Rồi, đến cái phần này thì các bạn lưu ý nhá. Mình có dặn là để 5 ngày rồi hãng tưới, nhưng mà các bạn cứ sợ nó chết hay sao ấy, cứ phải tưới ngay. Để 10 ngày nó cũng không chết được đâu, nên là các bạn đừng có sợ, đừng có tưới vội vội vàng vàng làm cái gì. Không việc gì phải vội vàng thế, cứ từ từ. Rồi tại sao mình khuyên các bạn để 5 ngày? Đây. Đấy, như này là xong rồi. Thì tại sao các bạn biết không? Đây, cái vết này này, vừa nãy mình cắt ra ấy, nếu mà bây giờ các bạn tưới nước vào ấy, không may nó ngấm vào đây mà nó bị nhiễm khuẩn thì nó sẽ thối lây vào. Hoặc là trên lá này không may nó bị xước, cây này thì không hề xước, nhưng mà cái trường hợp không may, cái trường hợp không may thôi chứ cũng không ai muốn đúng không, nó bị xước tưới nước vào thế nhiễm may nó nhiễm khuẩn. Hoặc là cái vết mà các bạn thít cái dây này này nó bị xước, các bạn tưới nước vào nó nhiễm khuẩn. Thì tại sao để một tuần? Một tuần để làm gì? Những cái vết này nó khô rồi đúng không, những cái vết xước ấy nó khô rồi, các bạn tưới nước thoải mái nó cũng không thối được. Thì sau đấy ấy, thì các bạn mới bắt đầu phun kích rễ này, dinh dưỡng sạch tốt để làm gì? Để cho nó phục hồi, bắt đầu nó đâm rễ. Sau một tuần các bạn không tưới nước ấy, thì cái cây kiểu gì các bạn không phun thuốc nó cũng ra rễ, nhưng mà các bạn phun thuốc vào thì nó ra nhiều rễ hơn. Thì lúc đấy nó giống như kiểu là nó đang muốn ra rễ rồi mà mình phun thuốc vào nữa, chả khác gì được cộng hưởng không, đúng không? Đấy, có mỗi như vậy thôi. Nhưng mà cứ về phát trồng xong phát tưới ngày 2 lần 3 lần xong bảo anh ơi em tưới sao rồi nó lại bị thối, chịu không, không giải thích đến như thế rồi vẫn cứ tưới ngay thì không còn cách nào cứu được nữa. Nên là cứ để cho các bạn ấy chơi kiểu nó thối đi rồi sau này các bạn tự rút ra kinh nghiệm là hơn là mình dặn như thế. Còn các bạn nào mà tin tưởng ấy thì các bạn cứ để đấy, 5 ngày 7 ngày không chết được đâu. Cây này các bạn có để 10 ngày thì nó cũng không hề bị nhăn lá, mình chia sẻ thật như thế luôn. Đấy, như cây này là xong rồi thì phun thuốc. Có nhiều bạn hiểu là như này, có nghĩa là một ngày phun lần, không, phun thuốc ấy, ví dụ cây này để một tuần nó khô rồi, vết thương khô rồi, tưới nước rồi thì mình phun thuốc đúng không? Một tuần phun một lần, có nghĩa là một tuần phun một lần, hòa ba gói này với nhau. Phun thì các bạn kích rễ này, kích rễ đây, dinh dưỡng sạch tốt này. 9-5-5-10, nhưng mà bây giờ thì chưa cần 9-5-5-10, mới ghép xong thì các bạn cứ hai cái loại này, các bạn phun. Phun xong hai loại này tầm một tháng sau thì các bạn mới cho ăn 9-5-5-10 vào. Nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn cho cả ba loại vào thì càng tốt. Đấy là mình chia sẻ như vậy. Còn nếu mà không thì thôi, hai loại thôi, kích rễ và dinh dưỡng xanh tốt. Nhất là cái cây mà khai thác rừng mà họ để lâu ấy. Đây này, ví dụ như cây này này, lá nó hơi nhăn thì các bạn cho ăn cái dinh dưỡng xanh tốt này cực kỳ tốt, nó sẽ nhanh phục hồi cái lá đấy và không bị rụng. Cái lá đấy sẽ nhanh căng ra. Nhưng mà không phải là phun một lần vào nó căng được ngay đâu nhá. Các bạn phải hiểu là nó phải cần độ ẩm này, cần gió này, cần nước này, cần phân này, chứ không phải là cứ phun một lần vào phát nó căng quanh 5 ngày tháng đâu nhá. Giống như kiểu các bạn ăn hôm nay xong rồi mai các bạn lại đói thôi. Đấy, nhưng mà cây thì một tuần một lần thôi chứ không phải ngày nào nó cũng ăn. Vậy là xong rồi nhá, xong cái phần cái cây này rồi. Bỏ xuống đã. Bây giờ đến cái cây này. Cái cây này là cái cây mà hôm bữa em bóc ra. Thì bây giờ xử lý như nào? Ví dụ như cây này ngọn nó hỏng rồi, nhưng mà bây giờ để một con ở đây. Đây, những cái rễ này cắt vợi đi, để nhiều lằng ngoằng quá. Cắt những cái đầu bé bé đi, cắt những cái đầu nhỏ đi, để cho làm gì? Cho đẻ ra những cái rễ khác cho nó khỏe. Chứ bây giờ mình để lại cái rễ này thì nó đẻ ra cái rễ khác thì nó cũng nhỏ thôi. Bây giờ mình cắt những cái rễ này đi thì nó đẻ ra cái rễ to hơn. Còn các bạn nào mà sợ bảo là ông này điên, cái cây có mấy cái rễ mà ông đem cắt đi, thì các bạn không cần làm theo đâu. Các bạn cứ giữ lại cái tư duy của các bạn thôi. Mỗi người có một cái cách làm riêng khác nhau. Mình thì thích gọn gàng nên là không thích nó
này xòe cắt hết đấy, cắt xong rồi dây để qua đây, tìm kéo qua đây rồi. Cái cây này là cây gỗ nhãn nhá. Đấy, bây giờ cái cây con sẽ ăn lên trên. Rồi, đấy, em sẽ ghép như này luôn. Ở đây có phần này rồi. Mọi người làm cẩn thận, đừng có thít vào cái phần lá. Thít vào đây. Rồi cứ cây này cứ làm xong đi rồi em chia sẻ cho cách mình kích mầm gốc để em ghép xong đã. À quên, kích cho nó đẻ con. Cây này lại không có mầm gốc, cứ quen mồm. Kích để cho đẻ con như cây này này, cây này là con của nó. Đấy. Ví dụ như cây đấy là con của nó thôi. Có gì đâu. Cái dây này nó hơi xa thì phải dùng cái dây này. Tại sao dùng nhiều dây thế mà không dùng ít dây? Tại vì cần cố định, mọi người hiểu nhá. Cố định để làm gì? Tại cần cố định ấy, để cho nó không bị lung lay ấy. Có nghĩa là cái cây đến lúc gió nó thổi nó không bị nắc nư ấy. Nắc nư như thế ra được cái rễ nào thì lại hỏng hết cái rễ đấy. Mất công làm đúng không? Mình làm cho nó chắc chắn. Chắc chắn thì nó nhanh ra rễ mới. Nó ra rễ thì nó mới bám được. Đấy, trên này ngọn nữa. Mọi người không biết có nhớ cái cây nhãn này không? Cây nhãn này được chưa em ghép mấy cây nhãn đấy. Nhưng mà nhiều người hỏi quá thế này. Để bóc ra bán cho mọi người thôi. Bán thì có tiền thật đấy, nhưng mà mất công ghép rồi lại phải bóc ra. Chứ vườn em thì có bao giờ sợ ế đâu. Rồi đấy, ok. Đây, em lắc. Đấy, ok rồi. Thì bây giờ cây này mọi người cứ treo như này. Thì đối với cây này là bây giờ là chưa kích nhá. Có nghĩa là chưa dùng kích cây duy đấy. Tại sao? Tại vì em mới tách ra là một này. Thứ hai là cắt mấy cái rễ đi. Thì bây giờ em sẽ ghép một tháng nữa. Để làm gì? Để những cái rễ mới nó ra ấy, thì bắt đầu cây nó có sức rồi. Lúc đấy em mới kích. Kích ở đây là kích thuốc ở đây này. Để cho nó đẻ con lên. Đẻ con như cây này. Cây này là con này. Đấy. Còn bây giờ cây này ghép xong như này. Mới cắt rễ này. Thì cứ để 4 hôm 5 hôm sau. Những cái vết này nó khô đi. Rồi mình tưới vào. Để làm gì? Cái mục đích cũng chỉ là tránh không cho nó bị nhiễm khuẩn thôi. Chứ còn tưới ngay thì cũng có cây không bị. Nhưng mà cái trường hợp không may thì nó bị thì nó thối thì mất công ra đúng không? Mà mình để 4-5 ngày thì càng chắc ăn, không bị. Đấy, nó đơn giản chỉ có vậy thôi. Thì cũng chỉ phun cái kích rễ với lại cái dinh dưỡng xanh tốt như cân lễ thôi. Chứ cũng chả có cái gì khó cả. Đấy, bây giờ ghép xong như này thì cứ treo tạm ở trong mái đi. Vì mấy hôm nay mưa nhiều lắm, không đưa ra ngoài được. Rồi, đấy, đơn giản vậy thôi. Có cái gì khó đâu nhỉ? Em thấy mọi người ghép khó khăn dã man luôn. Đấy, em ghép nó chỉ có như này thôi. Còn bạn nào mà có cách nào hay hơn nữa thì có thể chia sẻ nhé. Mình thì chỉ làm như này thôi. Đấy, nhanh gọn xong. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn mọi người ở video sau. Còn livestream thì không biết tối nay có like được không. Rồi, xin chào mọi người.